Đó, cô chú ơi, chị đang ăn nè cô chú. Đố cô chú chị đang ăn gì á? Úp. Sao gì dữ vậy? Cô chú ơi, chị đang ăn cá. Chị đang ăn tilapia. Là cá mà cá cái gì con này? Cá rô á, cá rô của mình mà được phi lê á. Với lại ăn chung với cơm với lại canh cải bẹ son. Cải xà lách son chứ lộn. Cải bẹ son. ngon chưa? Chị thích ăn cơm với canh lắm cô chú ơi. Ngay từ từ đó nha con. Đó còn cá này cho cô chú coi cá này cho cô chú. Nói nghe nè, để cho cô chú coi cá. Đó. Ôi. Cá được ướp, cá được ướp hơi cay cay đó nha, mà ăn được. Ăn được là hay đó. Nè. Nè. Giỏi chưa? Để mà bấm này nha. Bấm này. Ngon ghê chưa? Cô chú thấy chay ăn ngon. Đồ ăn niềm vui của chay mà cô chú. Sao không ngon được? Đó, nước này đó. Ăn miếng nữa đó. Ăn miếng bự. Đúng rồi, giỏi quá. Then you have salad and fish. Perfect. So that's a great fish Friday. Mm-hmm. I figured. I wasn't about to buy it, but I'm like, let me try it. It guys look good. Yeah, you don't like to buy the processed or pre-cooked, pre-made meals. Mm-hmm. Some of them are good. Come on. Nghe ăn cơm. Nó ăn à. Con tự đút con đi. Để con tự đút con đi. Đút cho cô chú miếng không? Cho cô chú miếng đi. Đút cô tự đút đó. Cô chú thấy chưa? Mình ăn miếng nha. Này ngon quá. Ăn như sao đắt rồi ngon luôn á chị. Ơ trời ơi. Uống nước hả? Daddy, some water please. Oh, here's some water. Here's some water. Uống nước. Uống nước. Uống nước. Uống quá đủ à. Daddy. Daddy. Say come on dad. Say ah. Say thank you. Cho cô chú ăn miếng đi. À, không cho cô chú ăn hả? Gì nữa? Rồi gì nữa? Nước nữa hả? Nước. Cầm tay kia đi con. Con cho cô chú á hả? Con mời cô chú. Cầm tay này nè con, cầm tay này nè. Đó, rồi dễ đi. Sao mà khi con cầm tay này mà con đổi lại tay kia vậy? I love you baby, I miss you every day. Cho cô chú dễ không? Trời ơi, đẹp dữ rồi trời. Dễ màu đẹp dữ rồi trời ơi. Màu đó màu gì vậy? This is blue, the color blue, 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 blue. Do you know what color this is? This is blue. This is, nah, lại cái màu nào gì đây này mày coi coi. This is orange, the color orange, 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 orange. Do you know what color this is? This is orange. Let me say it, orange. À, đây mẹ cho, để mẹ cho ăn. À mẹ đi. À mẹ. À. Rồi. Cô chú ơi, chị đang ăn mac and cheese nè cô chú. Đó. Open your mouth. Không open your mouth hả? Nè đây mẹ cho nữa hả mình đây. Đây. Nhai hết rồi mẹ cho. Open your mouth chưa? Open your mouth.
Nay là một ngày của Chay chỉ là đơn giản ăn và chơi thôi cô chú ơi. Nay mẹ cũng mệt mà ba cũng phải học bài rất là nhiều, nên là một ngày đơn giản của Chay chỉ có vậy thôi. Giỏi quá. Thôi mẹ không ăn đâu, mẹ không ăn đâu. Đừng. Đó, ai mượn đút vô lần hai cái rồi nhả một cái ra. Nó cho cô chú ăn đó. Thì cô chú ơi, hồi nào giờ cô chú, từ tuần nào giờ cô chú chưa thấy em ăn sữa chua phải không? Cô chú coi em ăn nha. Đó. Ăn này gần đó cho cô chú đó. Thương không? Biết còn hồi nãy giờ mẹ không mở máy nên nó đâu có mời ai đâu cô chú. Giờ nó mở máy lên thấy ngồi trong đó nó mời cô chú. Nữa không? Con nói đi chua. Chua mà nói chay. Bậy không? Mời cô chú, mời cô chú, đúng rồi. Bỏ vô từ từ thôi, bỏ mạnh quá đau răng đó con. Mình ăn bữa cơm mà mình có thể tâm mình thay đổi. Giỏi quá ta. Uống hết chai sữa hả? Wow. This is orange, the color orange, 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 orange. Do you know what color this is? This is orange. This is white, the color white, 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 white. Do you know what color this is? This is white. Hay không? Thôi nằm nghe, nằm nghe thầy giảng với mẹ không? Thôi xảo bậy. Cái sắc mình nó thay đổi theo cái thái độ thì rõ ràng mình cũng bất thường theo đó. Nói như vậy để Pháp Hòa đi vào cái phẩm kinh mà chúng ta sắp học trong cái kinh U Bà Tát Giới. Chúng ta đang học kinh U Bà Tát Giới với đề tài là Bồ Tát Tại Gia. Và hôm nay là kỳ thứ 82. Và phẩm hôm nay chúng ta bắt đầu học đó là phẩm Nhẫn Nhục Ba La Mật. Pháp Hòa mở lời nhẫn. Nhưng mà chữ nhẫn ấy, nguyên thủy nó chữ tiếng Phạn không có chữ nhục. Nguyên thủy tiếng Phạn là nhẫn thôi. Tiếng Phạn là sati mà chúng ta hay đọc trong kinh đó. Sằng đề. Kinh Đại Bác Niết Bàn, kinh Bảo Tích, kinh Đại Bác Nhã nói khi nói tới luật Ba La Mật thì nhẫn nhục Ba La Mật được phiên âm. Hay nè cô chú ơi, Chay bây giờ Chay đang ăn canh kim chi tàu hũ, phải không? Kim chi, tofu. Yeah. Kim chi soup and tofu. Thổi đi con. Thổi nha. Thổi đi con, thổi đi. Thôi con tự cầm đi, rồi ăn đi. À mẹ chưa? Nóng nha. Đây đây, mày thổi cho. Thổi đi. Nấu hả? Thổi đi. Đây mẹ thổi cho, nãy giờ mẹ để cũng lâu rồi mà xong chưa. Tàu hũ này cũng lâu ngủ lắm. Canh kim chi tàu hũ hôm bữa làm điếp, có làm điếp đó cô chú. Trời ơi con ăn rồi. Thổi đi. Thổi thổi. Cái quá ăn tàu hũ của chú ơi. Nóng không? Nóng không? Thổi đi, thổi đi. Con nó. Trời ơi con nó quá ăn tàu hũ. Ôi cho cô chú ăn hả? Ngon quá. Nè này nguội nè, con của mẹ nguội nè, con ăn đi, ăn của mẹ đi. Ủa, ủa nóng hả? Chắc cái muỗng nóng, chắc cái muỗng nóng. Chứ này nằm trên cái lớp bề nè. Ừ, nóng. Ba cái tàu hũ này nóng lâu ghê luôn. Mốt mày mua tàu hũ gì mày nấu canh canh hẹ con ăn nha. So what did you hear today that the Buddhists like, baby?
a lot. Hear and learn. Ngon không? Ngon không? Ngon. Canh kim chi tàu hũ của chú ơi. Nè, mày đút cho con nè. Làm gì? Đúng rồi. Thôi. Sao còn nóng hoài tại? Nè, đỡ nóng rồi nè. Ngon quá. Ngon không? Con thổi đi, con vừa thổi con vừa ăn đi. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn mà. Ooh. Oops. Oopsie, oopsie, oopsie. Chút, chút rồi coi đó. Cô chú có ai ăn canh kim chi tàu hũ chưa ta? Chai chai, chai chai, béo béo. Chai ăn cay dẫu dữ ta. Baby, see baby, see can it spicy. Nè, ăn cay. Ngon không? Mẹ đút cho con ăn chừng nào con hết thèm và cái tới mẹ ăn nha. This is why it sucks calling the state. 30 minutes at all. Should have called on your way home. I wasn't prepared. I need to be ready to be in front of the computer. Nóng hả? Cũng còn nóng hả? Giỏi quá cô chú à. Nó thổi rồi đó. Ôi trời ơi. Good job, JD. Good job. So good. You are better, way better than daddy. Giỏi hơn ba luôn. Trời đất ơi. Nè, mẹ bỏ vô muỗng con nha. Rồi con đút đi. Hỏi đi. Ngon không? Dạ. Thôi em mày biết vậy ha, mai mày nấu cho ăn tiếp. Mà cái bịch mà ngày mai còn cái bịch đó là nóng chưa, bịch đó là hot. Hai cái bịch này mày nấu là medium nè, là cay vừa vừa nè, cũng bịch kia chắc cay dữ á. Rồi thôi mẹ nấu xong rồi mày múc ra trước ha. Múc ra trước cho ông ăn trước. Đậu hũ cũng tốt lắm á, nè ra. Cho cô chú thử coi. Coi chừng đó nha. Úp bên vô mau. Ngon quá. Baby, you gotta try this fish. I try it. No, with the sauce on it. It's crazy flavor in your mouth. I'm serious. Like, with the spices that's on it and the sauce, it's just. Might like it. I like it. Without the sauce already. Đừng có chừng đó, con đã uống thấy chưa? Trời ơi. No, I want you to try it with the sauce. Mẹ chừa cho con cái cục bự chà bá luôn. Thấy chưa? Rớt rồi, uống chưa? Thấy uống chưa dây? Trời, sao nó biết tôi mở camera lên cái nào nó đưa tay đưa lên nhìn trời. Ăn nhớ thổi nha, thổi nóng miệng nha. Ừ đúng rồi. Đó. Bà cố. Bà cố hãy chai giỏi cho bà cố.
Ngoại thấy chơi giỏi chưa? Ăn con. Ừ, cho cô chú à. Này đút cho. Úp. Úp bên vô mau. Here baby, can you finish it? Yeah. Open your mouth. Ha ha ha.